Hello, chào mọi người nha. Hồi sáng mình có quay một cái cây 5 triệu thì anh kia anh cũng người quen, anh thích anh lấy rồi. Và mình thấy cũng có nhiều người hỏi cho nên mình quay thêm một cái cây này. Cây này thì nó nhỏ hơn cây kia một chút nhưng mà chức năng của nó cũng tương tự cây kia thôi. Cây này thì nó rẻ hơn. Và đồ của mình bán là nguyên zin hết nha anh em, không có đụng chạm gì trong hết á. Một còn chuẩn nha, phải chơi được mới bán nha. Đó, của Yamaha chính hãng luôn nha. Cây này thì nó không mới bằng cây kia nhưng mà nó cũng rất là mới, nhưng không bằng cái cây hồi sáng. Đó. Còn rất là đẹp nha. Dây zin, dây đeo zin luôn. Nói chung là mọi thứ của cái này là zin hết. Cây nó có một cái bao zin luôn nha. Cây hồi sáng không có bao nhưng mà cái cây này nó có một cái bao zin. Cây nào có zin thì mình sẽ tặng theo, miễn phí theo. Cái bao zin của cái cây này ở bên đó nó gửi về luôn. Có cái bao zin của nó theo đàn. Mình tặng miễn phí luôn. Đó, rồi mình sẽ quay cho mọi người coi xong tí mình sẽ cho nghe cái âm nó luôn nha mọi người. Mình đánh không có hay nhưng mà chủ yếu là đánh cho mọi người nghe cái âm nó như thế nào thôi. Nha. Còn hay hay dở mọi người về tập, mấy người mà anh em nào mà có chơi organ với piano rồi á thì chơi cái này rất là tiện luôn. Rất là nhanh luôn, mau 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 biết lắm. Rất là dễ học cái này luôn. Tại mình đã biết ngón hết rồi.